ánh đèn sáng ở trên màn hình. 2 giờ đêm vẫn còn lung linh, quen chiều khuya như là bạn mình. Nghe tiếng nhạc còn đập rung bên loa, đêm em thêm say thêm ca. Chỉ cần anh em ngay bên ta, anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước. Dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đói, khi mà động lực duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói, vì mỗi người ta đều có hàng vạn nghìn người xem. Bốn bề đều là những người anh và người em, gặp nhau mỗi đêm một trong kênh chat nhỏ. Chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên, nhưng đam mê không ngủ quên ở trong căn gác nhỏ. Có những lời khinh, có cả lời bình, có những lời yêu, thế là lời nhiều. Ta không cần khoe, không cần nhiều lời, thôi không cần kể, ta cứ chiều đời. Làm cái nghề này 10 ngày, dài cứ như là 10 năm. Tôi sinh ra là người Tây, nhưng họ nói rằng tôi là người Chăm. Chăm vợ, chăm con, chăm làm, chăm phần trăm mỗi khi nâng chén. Chăm on cho vài trăm ngàn anh em, lâu lâu lại nghe tôi chém. Không ồn ào và cũng không ầm ĩ, dân Đông Lào nhưng mà sống giờ Mỹ. Miễn là được chơi cùng huynh đệ thì thôi nó cứ phải gọi là hợp lý. MixiGaming on the mic, điều tôi muốn nói không có gì đâu, chỉ có tình yêu dành cho đô tộc và khóa hết mồm mấy thằng trẻ trâu. Ok. Quốc đã nhiều, lương 7-8 triệu vẫn ngồi live stream, bắn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc cùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi donate vì chưa có tiền. Hello, chào quả lò cho mình nhá. Chúc quả lò cho mình tối thứ 4 vui vẻ. Nào nào, lại chuẩn bị spam anh ơi, mic này, mic này. À đéo không chat à. Tôi xin lỗi các bạn nhá. Quên mẹ mất. Tôi xin lỗi, quên. Mải đọc comment quá. Quên mẹ mất, đéo bật không chat. Được, ok rồi. Hello, chào các bạn nhá. Chúc ạ tối thứ 4 vui vẻ. Vừa đi sinh nhật về, vừa vào khoe nách của anh trai đâu. Tôi vươn vai một cái. Hôm nay tôi vừa mới đi sinh nhật con của thằng Điện về. Không, xin lỗi các bạn, con của thằng Bông Mai về. Anh em tôi ngồi ăn uống xong, chúng nó bảo là công nhận là anh giỏi vãi đái, một ngày anh có thể ngồi được 6 tiếng. Mà anh đéo bị mỏi lưng, bọn em đau lưng vãi cả cứt. Cảm ơn anh Hoàng nhá. Nay làm thì kinh dị không anh? Không em ơi, cảm ơn Xoài nhá. Ui, tại sao nó lại là chai rượu nhỉ em nhỉ? Anh ít khi uống rượu lắm. Và kiểu bạn bè anh nhá, cái tầm lứa tuổi của anh bây giờ bọn anh là tầm 35 tuổi. Một số thằng vẫn cứ giữ cái kiểu bộ sưu tập rượu, em hiểu không? Anh em biết là kiểu nhà mà ngày xưa thời bố mình là hay ngâm kiểu con này con kia, cây này cây kia, xong vào hay khoe nhau là ê mày à, nhà tôi rượu này ngon lắm, thôi bê bê ra đấy. Một số thằng bạn anh vẫn sưu tập những quả rượu như thế. Kiểu anh thấy nó bị dã man vậy đấy. Nhiều khi là đéo uống đâu nhưng mà cứ thích sưu tập ở đấy. Xong thỉnh thoảng bạn bè đến xong cứ rúi cho rượu này ngon lắm ông ơi. Tôi thôi bạn đừng tặng rượu tôi. Bạn tặng rượu tôi là hôm nào tôi lại phải đi uống đấy. Chết đấy. Cảm ơn Khadasa nhá. Cảm ơn em nhiều. Mic lại bé nhá. Bình thường ở đây các bạn. Hôm nay chiều ngủ dậy thì thường là mấy hôm nay nó bị rơi vào cái chuỗi ngày đéo vui cho lắm. Cứ ngủ dậy là sẽ có một cái gì đấy nó đập vào mặt. Nhưng mà đéo, ngày hôm nay nó yên bình một cách kỳ lạ các bạn ạ. Dậy cảm thấy yêu đời, cơ thể khoan khoái, không? Dậy đánh răng rửa mặt xong đi ăn sáng, chả thấy cái vụ đéo gì cả. Nhờ mẹ, thế là chắc là chuỗi ngày hãm lìn của mình nó kết thúc con mẹ rồi, nhưng mà đéo. Tôi đi ăn sáng, đi lêu hêu các kiểu xong tôi về đến nhà, xong vợ tôi bảo là đưa vợ tôi đi ra ngoài này cái. Tôi vừa mới đưa vợ tôi lên trên xe, phi ở trong ngõ có một ông mẹ đi SH để đầu đinh. Tay chân có xăm chuyện tranh không thì tôi đéo biết. Nhưng mà ông anh có khả năng, có quả kỹ năng lái xe SH bằng một tay và một tay kia cầm quả điện thoại. Mẹ quả ngõ hình dấu cộng phải không? Tôi đã đi rất chậm rồi, tôi đi mẹ như con gà dù ý tới đây rồi. Mà từ quả ngõ ông anh vẫn lao một phát ra, uỳnh một phát. Thế là quả iBlade 8/1 của tôi, mẹ con xe huyền thoại của tôi chưa giờ tôi mẹ bị làm sao với nó cả, chưa giờ va chạm, chưa giờ xước sát một tí nào. Nó bị vỡ con mẹ mày một góc yếm ở bên trái. Ui, kiểu xót xe vãi đái thế. Thế là tôi mới hiểu được cảm giác của thằng Ben hôm trước phi ở trong ngõ nhà tôi, mẹ nó đâm nhau, nó nguy hiểm như thế nào, nó khủng khiếp như thế nào các bạn ạ. Quay ra ông anh mẹ hai vợ chồng lăn lông lốc. Ông anh cũng lăn lông lốc. Thế đéo bị sao người đéo sao cả, chỉ có mỗi xe là bị vấn đề thôi. Mà ông anh ngó đầu lên cái, ui anh xin lỗi nhá. Anh là hay làm nêu ở nhà em lắm ấy. Xong cũng đéo biết nói gì cả, bảo vâng anh ơi. Thôi anh không sao được rồi, em không sao được rồi. Xe em sứt tí hôm nào em đi Hàn lại. Bye bye anh. Thế là hai anh em tàu lượn chim cút xôi xéo. Đen đéo chịu được đen. Cảm ơn Vũ nha các bạn điều. Thôi hôm nào lại phải mang ra mẹ dán lại cái yếm cái xong rồi. Đúng cuộc đời. Cảm ơn Giang nhé các bạn nhiều. Lăn lông lốc mà không bị sao à? Thì nói chung là nó cũng đéo sao là tốt rồi, còn đéo nữa. Thế bạn muốn tôi bị sao à? Nẫu ruột. Cảm ơn Victor nhá. Anh ơi em có mail về một vài địa điểm tổ chức offline bên Sydney à? Anh có rảnh xem qua được không? Rồi, trước khi quay lại với cả câu chuyện offline ở Sydney, chúng ta hãy cùng nhau đảo qua một tí những gì tiêu cực nhất của ngày hôm qua còn để lại. Giới thiệu với tất cả các bạn. Mình sẽ cùng xem những gì tiêu cực của ngày hôm qua. Ví dụ như hôm nay tôi có vào comment để tôi ngồi ngó một tí xem. Thằng Linu nó để nội dung là kế hoạch tổ chức offline cùng hội anh em bạn bè tại Úc. Đọc xuống dưới comment. Thôi bỏ qua mấy vấn đề ở Hải Phòng nhá. Nói mãi rồi đúng không? Nói xong hết rồi đúng không? Đi đâu mẹ rồi? Ủa, lúc nãy vừa đọc được xong mà. Mẹ lúc nãy vừa đọc được quả comment mẹ ghi cả bằng cắp lóc mẹ luôn. Nhưng sao đéo thấy đâu nữa nhỉ? Gì ta? À đây rồi. Ui, mẹ hẳn mày đọc câu tổn thương vậy đấy. Tại sao người ta có thể comment một câu nhẫn tâm như thế nhỉ? Thằng ăn xin online xuyên quốc gia. Ui, mẹ mày đọc xong nhói lòng thực sự ạ. Tôi chỉ muốn kiểu tổ chức một buổi offline vui vẻ, anh em ngồi uống bia với nhau. Thì tất nhiên là ngồi uống bia với nhau thì nó phải có kinh phí đúng không? Làm đéo câu chuyện anh em đi miễn phí như thế. Anh em mẹ, đây để tắt chat đi. Anh em ngồi thì mẹ cũng phải kiểm soát. Nhỡ mẹ tất cả mọi người đều đến, xong rồi mọi người đều đi về thì mẹ tôi giả bữa đấy tiền đéo ra mà tôi giả. Anh em trước khi tổ chức một cuộc chơi là anh em phải rõ ràng từ đầu đúng không? Nếu như anh em không tham gia thì thôi. Nếu như anh em tham gia thì anh em đóng tiền vào, anh em cùng nhau đi nhậu, cùng nhau ăn uống. Thế thôi. $100 này có thể là Vừa mua được đồ ăn, vừa mua đồ uống, vừa mua được kỷ niệm. Chứ tôi đéo phải là tôi liếm cái tiền đấy. Trời ơi, khổ vậy đấy. Tự nhiên bạn lại comment quả câu thằng ăn xin online xuyên quốc gia. Tôi xóa đi thì cũng đéo đành. Tôi ngồi chửi bạn thì nó cũng đéo nên. Tôi ngồi khóc thì nó cũng đéo phải. Tôi đéo biết phải làm gì cả. Tôi buồn vậy đấy. Cảm ơn Trần Giang nhé, các bạn nhiều. Đọc xong quả comment này bát chip vậy cứt các bạn ạ. Buồn vậy đấy. Thế thôi, bỏ qua câu chuyện offline ở Úc đi. Thôi ban làm cái gì các bạn. Đấy cũng là một ý kiến. Và nếu như mà mình nhìn theo hướng tiêu cực ấy thì rõ ràng là người ta đang chửi mình vãi cứt, đúng không? Người ta bật cả cáp lóc lên để người ta chửi ma. Nhưng mà nhìn theo ý nghĩa gọi là thoáng hơn một tí ấy, thì rõ ràng là kệ mẹ người ta, đeo quan tâm. Cày vãi cả đài. Không thể tin được trên đời lại có người như thế. Cảm ơn Nét nha các bạn nhiều. Đến bây giờ mà tôi vẫn chưa post cái link đăng ký ở trong group lên là chứng tỏ là tôi vẫn chưa chốt đấy các bạn ạ. Tôi vẫn đang ngồi tính lại hết để xem là mình có cái buổi này nó có hợp lý hay không. Tại vì tôi thấy nhiều bạn ý kiến về cái vấn đề đấy quá. Một là ý kiến về vấn đề là tại sao đi gặp nhau mà lại phải góp tiền. Thứ hai nữa là về cái vấn đề 100 đô thì không nên thuê cái quán bar đấy mà có thể đi ăn uống. Tôi thấy có bạn comment là 100 đô ở bên Úc thì ăn được mẹ cả tôm hùm rồi. Mẹ tôi thấy cũng hơi khó. Ra tôi cũng đéo đớp đồng nào trong đấy cả. Chỉ là tôi muốn tổ chức một cái bữa nào đấy cho nó kiểu nó quy củ một tí. Anh em gặp nhau cho nó thoải mái thôi. Bị dị ứng với thịt cá khổ thật sự anh ạ. Sao lại dị ứng với cả thịt cá nhỉ? Cái nấu ruột. Tôi với thằng Tùng Béo đi ăn rất hay ngồi cạnh nhau. Tại vì tôi với thằng Tùng Béo là hai thằng bị dị ứng tôm cua ốc ếch. Nên là cái mâm bọn tôi ngồi lúc đéo nào sẽ có một nồi lẩu. Nó sẽ là nồi lẩu đéo nào đấy, đéo có hải sản, đéo có rêu cua, lẩu bắp bò cũng được. Hay là mẹ người ta mang một cái nồi trong rồi có nước lọc, cho một ít thịt no từ thịt cờ nêm vào, xong rồi bỏ một ít thịt vào, nhúng nhúng một ít rau vào, nhúng nhúng bọn tôi ăn cũng được. Còn hơn là cái việc còn bọn tôi ăn rêu cua về xong rồi tối chồng đít lên gãi khổ với cả cứt. Mong hàng bi nhá các bạn nhiều. Hôm nay chơi Long Winter đi anh. Đang định tối nay chơi tí này. Test thì nhưng mà tối nay chơi kín kín đi các bạn nhá. Public ra đông quá sợ server đéo tải được. Vào nhiều quá. Cảm ơn Khánh Nguyễn nhá. Cảm ơn bạn nhiều. Thank you bạn. Nhưng mà anh như say à? Đâu, say đéo đâu. Mẹ hơi thiếu ngủ tí các bạn ạ. Bình thường vừa đi ăn về. Ra là tôi bị kiểu là đi ăn với cả anh em xong kiểu nếu như mà mình ngồi nói nhiều quá xong về mình bị lười nói. Kiểu não đéo hoạt động được. Với cả ăn no quá. Mẹ ngồi ăn từ 6h30 cho đến tận 9h mới ăn xong. Vẫn ngồi cầm cái bát mẹ gắp tì sợ thật. Đéo hiểu sao người tôi là đéo béo được. Ăn như lợn. Cảm ơn Đình Khoa nhá. Chúc em thi tốt, cảm ơn em nhiều, cảm ơn bánh bao nhá. Nếu như mà nói về tất cả những game sinh tồn chạy loanh quanh đi lút đồ nhá, Scum vẫn là một game mà tôi thích vậy này. Các bạn đéo biết được là khi offline tôi mà đéo làm stream, tức là cái giờ bình thường mà tôi off ấy, mẹ cái đợt tôi chơi Scum tôi chơi nhiều như thế nào đâu, mẹ suốt ngày ngồi chơi tì được. Chỉ có game mới hơi kén người xem một tí thôi. Giống như câu chuyện của game hôm qua, game Hobo Talk Live ấy. Thì tôi chơi nghiện vãi cả đái và tôi thích chơi game này vãi đái, nhưng mà quay ra thấy mấy ông kênh chat thì đang hát hò với nhau, trông có vẻ là game nó hơi lưu tiêu diêu, các bạn xem đéo hay. Nên là tôi bảo cái thằng Khoai là thôi Khoai ơi, đằng nào anh em mình đã lỡ chơi đến đây rồi, cả thằng Quang nữa, anh em mình lỡ chơi đến đây rồi thì bây giờ đêm anh em ngồi chơi nốt đi, đằng nào cũng off rồi, giả rời cho thầy rồi, anh em mình ngồi chơi phá đảo mẹ đi, để mai anh em đỡ chơi nữa. Hôm qua tôi này, thằng Khôi này, thằng Tùng Béo này, thằng Quang thì đi ngủ trước để tại hôm sau nó stream. Còn tôi ngồi chơi một phát cho đến tận 9 giờ sáng. Phá đảo mẹ con game đấy xong mà tôi mới đi ngủ mà. Cảm ơn Diên nhá. Cảm ơn K44 nhá. Scum giờ này update nhiều lắm, đi bằng cà phê lắm. Anh thích chơi mà, nhưng mà game ấy kiểu chơi để làm nghề thì nó hơi khó, chơi để stream thì hơi ít người xem. Ý, mới khổ các bạn. Cái cờ tỷ phú nhờ lâu lắm đéo chơi cờ tỷ phú nhá. Hiếu ơi, mai đấy, mai chú vẫn làm mà. Tuần này chú không nghỉ buổi nào cả, mai sinh nhật cháu chú đúng ngày luôn thì cho nó đỉnh cao. Cảm ơn Thiện nhá. Ok. Đúng biết bạn bảo đéo gì nhỉ? Nhạc hợp lý đấy nhỉ? Cảm ơn Quân nhá, sắp rồi em ơi. chắc khoảng 10 ngày nữa. Anh nghĩ thế. Mai mới lên văn phòng cho anh hỏi lại xem như nào, đến đâu. Thực ra là bây giờ thì cũng bắt đầu hoạt động rồi. Bây giờ bắt đầu đặt vé cho anh em, bạn bè, đặt vé cho kiểu họ hàng hốc các kiểu, là bắt đầu đặt vé qua Mixi Vivu mẹ hết rồi. Mọi thứ đang hoạt động khá là ổn rồi. Cảm ơn Trung nhá. Cảm ơn Khánh Mỏ nhá. Ừ, chúc mừng sinh nhật em. 300 đô em cũng đi, càng ít người càng chất lượng anh ơi. Quan trọng là bây giờ mình phải làm một cái khảo sát xem là có khoảng bao nhiêu người đi để mình nắm được số lượng. Nếu như mà số lượng người nó bị nhiều quá thì tất nhiên là mình nên hủy. Nếu số lượng người nó loanh quanh chỉ dưới 100 người thôi thì anh em mình hãy gặp nhau sau. Ờ kìa, mẹ tôi vừa tắt cái khung donate đi xong. Vừa tắt cái donate tiền đô đi xong lại donate tiếp. Dỗi thực sự. Giờ đéo biết vào kiểu đéo gì. Hôm nào anh làm vlog một ngày làm việc của anh. À, một ngày làm việc của anh chả có cái đéo gì cả. Ngoài việc anh ngủ dậy, anh ăn sáng, sau đấy anh ngồi máy tính. Sau đấy là anh đến giờ con anh về, anh chơi với con. Chơi với con xong rồi anh ăn cơm xong, anh với cả con anh xuống ngồi máy tính. Nếu như nó không phải học. Còn nếu như nó phải học thì nó ngồi trên tầng học, mẹ nó dạy học cho nó. Còn anh thì xuống tầng ngồi máy tính. Sau đấy là anh khoảng 9 giờ là anh, đúng giờ 9 giờ là anh bắt đầu lên tầng để anh tắm. Anh tắm xong anh ỉa, à nhầm, anh ỉa xong anh mới tắm. Anh ỉa xong tắm anh sấy tóc, anh lại nằm chơi con một tí. Anh đấm nhau với chúng nó một tí xong anh xuống phòng anh lại ngồi máy tính. Ngồi tính đến 4 giờ sáng. Anh off stream xong anh vẫn ngồi máy tính. Anh ngồi ăn đêm, anh ngồi chém gió với cả anh em đến tầm 5 giờ 6 giờ đã bắt đầu đi ngủ, ngủ hôm sau sáng dậy anh lại ngồi máy tính. Thế thì cái content đấy anh đéo thể chuyển hóa thành một cái vlog được em ạ. Câu chuyện chỉ là ngồi máy tính. Thế nó mới khổ. Cảm ơn fan nửa mùa nhá. Cảm ơn em Sydney ở Mỹ. Sau được có Úc này rồi anh qua Mỹ nhá. Khổ quá. Ông ngồi nhiều thật. Tôi mẹ một ngày chắc tôi phải ngồi mười mấy tiếng lại luôn, đau cả lưng. Cảm ơn Sơn nhá. Năm sau tháng mấy tầm nếu như không có gì thay đổi thì là tháng 4. Còn nếu như mà có thay đổi ấy, thì mình đổi sang tháng 4 năm sau nữa. Em Sơn nhá. Anh em thống nhất như thế. Cảm ơn Bu đây nhá. Tôi nếu như mà lần gần đây nhất tôi làm cái event ở Đà Nẵng, nếu như tôi không nhầm là năm 2019. Hồi đấy là tôi vào làm cái event của NVDA. Rồi tôi có được gặp mặt đâu đấy khoảng 500 bạn ở trong Đà Nẵng. Đúng rồi. Hôm đấy đông phết. Thì nếu như mà hôm trước theo như tôi khảo sát ấy, ở Đà Nẵng có cái cung thể thao Tiên Sơn ấy, đẹp vãi đái. Làm được sân khấu 360 độ. Thì nếu như mà mình bê hết đội của anh em mình chạy lại cái chương trình Moi League ở Đà Nẵng đấy, với sức chứa của khung Tiên Sơn đấy nó rơi vào đâu đấy khoảng 5 đến 6.000 người, thì đéo biết được là có đủ hay không. Có đủ người đến xem hay không. Thì cái đấy cũng là đang tính. Nhưng mà cũng thích làm các bạn ạ. Nghe nó cũng vui đấy. Cũng thích đấy. Cảm ơn dấu tên nhé các bạn nhiều. Nếu như mà làm được ấy, thì hết tháng 12 này tôi bắt đầu bắt tay vào tôi làm này. Cảm ơn Khoa nhé các bạn nhiều. Cảm ơn bạn Hành nhá. Sao lại cung thể thao nát lắm rồi anh ơi. Trời ơi. Bạn nói thế. Chưa làm mà bạn đã chê. Cảm ơn Kiên nhá. Bao giờ anh qua Pháp tổ chức offline à? Để tháng 5 năm sau đi. Tháng 4 là tổ chức ở Đà Nẵng rồi. Thì tháng 5 đi. Tháng 5 là bắt đầu rảnh là anh em đi sang Pháp chơi nhá. Các bạn kiếm tôi cái nhà thi đấu ở bên Pháp đấy. Anh em tôi bê trên hình Moi League sang Pháp cho. Phục vụ anh em châu Âu cho. Cảm ơn Thỏi nhá. Tôi đã hẹn mấy thằng em rồi. Tối nay anh em mình sẽ chơi... Inside the Backroom nhá. Nó có một map thôi nhưng mà thấy khoảng map chơi lâu phết, chơi khoảng 1 tiếng rồi mới xong, thì tối anh em mình sẽ cùng nhau chơi xong. Dạ anh em qua Canada hoặc fan à. Thế thì tháng 6 năm sau nhá. Tháng 5 là anh em sang Pháp rồi này, tháng 6 là anh em về Canada là hợp lý này. Con mô hình GLC All New không có nâng hạ gầm như con mô hình hiện tại của anh. Anh không sợ cạ gầm ở vỉa hè nha anh à? Ủa, bạn nói sao? Tôi không có ý gì cả đâu, nhưng mà mặc dù con mô hình GLC của tôi là bản 2018 nhưng mà nó có nâng hạ gầm đấy bạn. Tôi đéo dùng cái chức năng đấy bao giờ. Ngày xưa nâng được một lần, nâng lên xong rồi hạ xuống thì thấy chả có tác dụng đéo. Cũng cao lên một tí nhưng mà tại vì bản chất của con đấy gầm nó đã cao mẹ rồi nên nó vào nhà tôi nó đéo bị cả. Đấy. Cảm ơn Khoa nhá. Ui thôi em ơi. Hôm qua sau khi mà anh cảm ơn Khoa nhá. Cảm ơn các bạn mới donate nhá. Hôm qua sau khi mà vừa nói vụ offline bên Úc xong, hôm nay nhận được quá trời mèo. Cãi nhau chửi nhau cũng có, góp ý cũng có. Rồi là anh lên qua khu phố của người Việt rồi các kiểu. Thì cảm thấy kiểu câu chuyện nó bị đau đầu vậy đấy các bạn. Bây giờ tôi cũng liên hệ được một hai bạn cũng ở đấy đâu đấy khoảng 4 đến 5 năm mẹ rồi, cũng am hiểu về bên đấy rồi. Nên là các bạn hãy để tôi tự quyết và để tôi tự làm tiếp việc thì nó sẽ hợp lý hơn, đúng không? Cảm ơn sĩ Mèo nhá, lâu rồi không thấy Funny Moment nữa. Cái Funny Moment nhá là một cái chuỗi series mà tôi đã dự đoán được từ trước con mẹ rồi. Đấy là khi mà các bạn bắt đầu vào xem ấy, là bốc những cái clip vụn cũ của ngày xưa mà các bạn cảm thấy hay ghép vào thành một clip để các bạn xem lại, các bạn sẽ thấy hay. Tại vì lâu các bạn dám xem. Nhưng tài nguyên nó có hạn, khi mà mình sử dụng hết tất cả những cái đấy rồi, dần dần nó sẽ phải đến những clip gần hơn và nó gần dần đến cái buổi stream, là lúc đấy là bắt đầu anh em phản ứng rồi đấy. Và tất nhiên là đéo phải một cái tập nào tổng hợp những cái funny moment nó cũng hay. Và cái hay của mỗi người nó khác nhau. Ví dụ như cái tình huống này bạn thấy buồn cười, tôi thấy buồn cười, nhưng thằng khác nó lại đéo thấy buồn cười, nó lại thấy kiểu nhạt thách vãi cứt. Và trong một cái chuỗi ngày khi mà nó xem khoảng 2 đến 3 tập cái funny moment đấy, nó thấy nhiều tình huống nhạt quá là bắt đầu nó có ý kiến. Ví dụ như là ui dạo này xem nhạt vãi cứt, là bắt đầu comment. Nhưng nó sẽ hơi bị mất thời gian. Thì tôi nghĩ là nên giãn ra một thời gian nữa để cho các bạn đỡ chê. Có một thời gian các bạn chê cũng hơi nhiều. Nó chê nhiều thế thì thứ nhất là ảnh hưởng đến cả... Tôi cũng thấy là nên dừng lại một tí. Ảnh hưởng đến cả bạn edit cũng kiểu bối rối, cũng đéo biết phải làm gì, và thế thôi mày dừng lại thêm một thời gian nữa rồi hãy làm. Chả làm sao cả, chả mất đi đâu được cả. Chẳng qua biết cái tổng hợp funny moment đấy là gì không? Những cái livestream ở bên Nemo ấy, người ta sẽ lưu lại video cho mình. Nó không phải như bên YouTube nha. Bên YouTube là tôi có thể lưu được cái video suốt mẹ mấy năm nên video nó vẫn ở đấy. Nhưng mà bên Nemo chỉ có 30 ngày là nó sẽ tự xóa cái video cũ nhất. Có nghĩa là rồi những cái clip này nó sẽ bị mất đi. Cho nên là tôi bảo nó là có những cái funny nào mà ở bên Nemo ấy thì phải tổng hợp lại ngay, nếu không có sau này mất đi đéo cứu được đâu. Thì rồi sau này mình sẽ tổng hợp lại, thì lúc ấy mọi người xem sẽ thấy nó mới hơn một tí. Ít nhất là lâu lắm rồi mọi người cũng không được xem lại. Nên là để giãn ra một tí đi. Nó là cơ chế ghi đè à? Ui, đúng rồi bạn, đúng rồi đấy. Kiểu như thế bạn. Cảm ơn Nhật nha. Nói ghi đè, mẹ cơ chế camera. Bên công ty vừa mất cái camera xong, thể cay đéo chịu được. Mẹ đéo hiểu sao nó bẻ camera làm cái đéo gì. Nó bẻ về nó có bán được không? Mẹ hôm trước sang công ty vừa ngủ dậy, mẹ cảm thấy cuộc đời thật là đẹp sao. Ăn sáng tự thưởng cho mình một cốc nước, sau đấy là thay quần áo xịt nước hoa thơm phức. Mò sang bên công ty chơi, vừa mò sang chú bảo vệ mẹ làm luôn câu: Đỗ ơi, ngày hôm qua nó bẻ mẹ camera ngoài cửa rồi. Đúng má nó nhỏ. Giờ cũng đéo biết là có nên lắp lại hay không. Mà tôi cũng chưa xin được, tôi chưa xin được lại cái đoạn cam. Tôi chắc chắn với cả các bạn luôn là kiểu đéo thấy cảnh mẹ có thằng lên nó bẻ cam. Hay là tôi xin anh em mình xem thử xem mẹ thằng ấy trông như nào. Bực đéo chịu được, bực mẹ ai camera. Hai cái cam ở cửa công ty tôi nhá, thì nó để ở cao vậy cứt, nó bắc thang lên bằng rời cũng đéo bẻ được. Nhưng mà bên cạnh cái ngõ, tức là bên cạnh cái công ty tôi nó là một cái ngõ, hiểu không? Ở cái ngõ đấy thì tôi gắn thêm một cái cam nữa để đề phòng là nhỡ bên góc đấy có cái gì thì mình còn xem lại. Gần cái chỗ cam đấy lại có cái cột điện trèo lên được. Mẹ nó bất chấp bị điện giật, nó trèo mẹ lên cái cột điện đấy để nó bẻ cam của tôi đem đi bán. Cú đéo chịu được, cú. Mà nó bẻ đấy cũng là một lời cảnh tỉnh đấy các bạn ạ. Ra thế lòi đúng 2 sợi dây ra, mẹ cam mất cũ rồi. Bực đéo chịu được, bực. Trách vả. Tôi đéo hiểu. Đây từ nhá. Tức là bình thường nhá, nếu như mà xem lại nhá, thì một cái cam, nhà tôi có một cái cam bị hỏng, đúng không? Cơ chế của camera ấy, nó bị hỏng thì nó sẽ báo đấy là cam mất tín hiệu. Sau đấy mình bấm vào cam đấy, mình vẫn bấm xem lại được. Nhưng mà tôi đéo hiểu sao cam công ty của tôi nó bị dở hơi. Nó bẻ cái đéo gì, nó mất con mẹ cả tín hiệu ở trong phần mềm luôn mà. Giỏi thực sự ạ. éo được. Từ từ để tôi hỏi lại ông anh tôi xem. Xem có không anh em, mình check thử. Ông anh đéo nghe mà. Giờ chui mẹ á đâu rồi. Có mà, cam tôi có đầu ghi mà các bạn. Ghi được mà phải mấy chục ngày. Cảm ơn Sang nhá. Để tôi hỏi một ông anh khác xem. Ừ, tôi đang tò mò là đéo biết check xong rồi nhìn nó sẽ như nào. Anh à, em hỏi cái, hôm trước bên công ty em vừa bị bẻ mẹ mất cái cam ở ngoài cửa, anh biết không? Bẻ mẹ cam ngoài ngõ rồi, ngoài ngõ bên cạnh ấy. Thế nhưng mà bình thường là nếu như nó bẻ cam đấy thì mình còn bấm xem lại cái lúc mà trước khi nó bẻ được, nhưng mà sao nó bẻ xong rồi mất mẹ cả tín hiệu trong app của em là như nào nhỉ? Thì anh hỏi lại hộ em xem là bây giờ muốn xem lại cái cảnh mẹ mà nó bẻ cái camera đấy thì làm như nào. Hay là anh hỏi ông camera xem, hay anh hỏi anh Đạt xem anh record lại đoạn đấy xong anh gửi lại cho em với. Ngày mai gửi cũng được. Vâng, ok. Đợi. Ông anh tôi còn đéo biết là bị bẻ rồi. Trời ơi, anh tôi. Cảm ơn Long nhá, cảm ơn bạn nhiều. Cú vậy đài. Thế nên là không phải cam wifi, cam nối dây mà, trời ơi, dòng hẳn dây thôi mà. Nên là ngày xưa tôi đã tính đến trường hợp là nếu như mà cái nhà tôi đang ở nhá, ngày xưa tôi đã tính đến cái trường hợp là nếu như một ngày nào đấy có thằng mình ngủ say hoặc là mình về quê, nó bắc thang lên nó bẻ camera nhà mình thì sao? Nên là tôi lắp mẹ hai camera. Nó xiên chéo vào nhau luôn các bạn. Bẻ đéo là được mẹ. Bẻ thì ít ra tao cũng record lại được một tí. Cảm ơn Sang nhá. Bọn em muốn tặng anh mấy con robot bắn bi hay còn gọi là... Hay còn lại gọi là gì nhỉ? Ôi, từ từ nhá, anh check lại tin nhắn. Robot bắn bi là con đéo nào nhỉ? Nó bẻ cả hai thì mẹ nó đỉnh quá. Lạy nó chứ biết làm như nào. Nhưng mà bẻ thì tôi cũng đéo hiểu là bẻ nên có bán được không? BD Man là robot đéo gì nhỉ? À, rồi tôi biết con này rồi. Con này ngày xưa thằng Tùng Sói nó cũng mua một lần rồi. Bạn cứ gửi qua bên công ty hộ tôi với. Số 25 ngõ 38 Yên Lãng. Cảm ơn bạn nhiều nhé. Cảm ơn Hất Lạc nhá, các bạn nhiều. BDM đắt vậy đái chú ơi. Ui thế thôi, đắt quá đi thôi bạn đừng tặng. Thế đắt quá về con tôi nó phá lắm. Nó hiếu béo nhá. Thôi, đừng gửi cho tôi. Gửi tôi làm gì? Trời ơi. Dở hơi ra. Tôi với nó chơi với nhau thì gọi là anh em chơi với nhau chứ còn nó không phải đến mức kiểu thân thiết quá đến mức mà các bạn sẽ gửi quà xong để nó cầm về cho tôi, làm thế bị ngại ra. Đừng làm thế. Tự nhiên tôi lại khó xử ra. Nó cũng khó xử ra. Cảm ơn Thang nhá. Các bạn ơi, trêu nhau, trêu nhắn tin cụ mà trêu đi donate lên trêu nhau làm cái đéo thì vô duyên. Làm thế đéo vui đâu bạn ạ. Huyền ạ, em đã có một người bạn trêu em một cách đéo vui đấy. Cảm ơn Lão Đại nhá. Anh không em ơi. Trộm vía là tính đến thời điểm hiện tại anh chưa bị dấu hiệu gì liên quan đến dạ dày cả. Anh điện thoại đéo có cái gì cả. Uầy, rủ anh em chơi cờ tỷ phú nhỉ. Lâu lắm mà đéo chơi cờ tỷ phú nhỉ. Group thì hôm nay hết rồi đúng không? Hôm qua mình vừa lướt group rồi đúng không nhỉ? Ngó xong cái gì không? Hợp lý chứ. Cảm ơn Sang nhá. Nào, anh em đã thống nhất với nhau rồi. Từ nay nhá, ông nào còn bê ảnh ở trên Instagram lên trên group nhá. Đâu rồi, vừa thấy cái ảnh đâu mẹ rồi. Đây, anh em thống nhất với nhau là ông nào còn bê ảnh ở trong group kín của anh em mình, public ra ngoài, bê lên trên group, kể cả group của anh em trong team refund lẫn group của anh em mình, là bị ban. Thống nhất với nhau như thế thì nó mới bảo đảm an toàn, đúng không? Bảo đảm là anh em bí mật. Mẹ bây giờ post ở trong đấy xong anh em lại lôi ra anh em post mẹ ngược lên trên group thì tôi post ở trong đấy làm cái đéo gì nữa. Cảm ơn Minh nhá, cảm ơn Zuki nhá. Ý, dân chơi Zuki lâu lắm không gặp. Cảm ơn bạn nhá. Đúng không? Thế nhá, thống nhất thế nhá. Được không? Được không? Ổn không? Cái đéo gì đây? Ôi, ta đếm nhiều vậy. Ôi, thằng này giống muốn bóng phải lộn anh nè. Mày muốn rắn em ăn xem nào. Nó sắp được rồi. Gậy chứ được, gậy chứ được. Gậy chứ. Phải gậy chứ. Cái gì đây? Mày mở kiểu à? Mọi người đừng làm mày bắt được. Trời ơi. Ui, ngày xưa các bạn có xem tôi chơi Hand Simulator không? Tôi là một trong những thằng đúng là sinh ra để chơi trò đấy mẹ luôn đấy. Ngày xưa hay chơi trò lắp súng này, xong rồi Hand Simulator đây này. Có update mới này. AK chơi rồi này. Bắn súng chơi rồi. Ui, có cả nhét cả pháo và bắn pháo này. Battle Royale này. Ấy, nhiều cái mới vậy đấy. Để đỉnh cao đéo chịu được. À thôi đéo đào nặng. Cảm ơn Bảo nhá, cảm ơn bạn nhiều. Tiếng đéo gì nhỉ? Má xong cơm hôm nay nhão vậy. Anh ăn cơm gì ạ? Cơm hôm nay ăn cơm mới em ạ. Cơm gì? Thì sò hành tây. Cơm nhão nhưng mà ngon quá. Đúng rồi, từ răng. Cảm ơn Ivan nhá. Mẹ à, thằng này hôm nay nó off stream đúng không nhỉ các bạn? Hôm nay thằng nghỉ stream đúng không? Nó nghỉ stream, nó bảo là nó đi ra sinh nhật con thằng Bông Nghiện. Làm anh em tôi ra ăn rồi. Xong rồi tính ra là còn người này người kia chưa ra nữa. Thế là thằng Bông Nghiện nó phải gọi thêm một mâm nữa. Nó gọi 4 mâm. Xong rồi tính đếm ra còn một số anh em đăng ký. À đéo đăng ký nhưng mà hứa là tí nữa sẽ ra. Một số nhân tố N, nhân tố này, nhân tố nọ. Lại còn off cả stream báo là đi ăn sinh nhật. Thế là phát sinh anh em đã ngồi chật vãi cứt rồi. Xong bảo thế thôi em ơi gọi thêm một mâm nữa cũng được, tí chúng nó ra ăn là vừa. Xong đéo thấy đâu cả. Mẹ khổ thân thằng Nghiện vãi đái. Đây là may sinh nhật con nó, chứ may sinh nhật con tôi chắc già tôi đấm hết vào mồm. Lãng phí. Cảm ơn 789 nha các bạn nhiều. Xong rồi đồ gọi ra rồi thì ăn cố mãi ăn không hết. Thế là phải gói và mang về nhà. Xong rồi còn thừa một nồi lẩu mới tinh. Ở đây gọi thêm mâm còn có một nồi lẩu ấy. Cũng không mang về được. Thế là bảo là thôi em ơi cái này bọn anh không mang về được. Mà đằng nào cũng tính tiền rồi. Tí nữa hết ca rồi anh em trong bếp liên hoan ăn hộ anh cái. May mấy bạn đấy mấy bạn biết. Thế bực không chịu được. Tao đi một bên còn lại bên kia đừng đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tạo ra một vở dân con như vòng mua. Anh em về sân đi kêu chuyện như càng cua. Tao đi một mình còn lại nên cái đường đua. Tao đi 4 năm họ tự coi tao nhà vua. Tao giá một vờ dần tôi như vòng mua. Anh em dưới sân đi kiểu chuyện mình càng cua. Cái gì đấy? Vái cà bìu ạ. Mẹ mày vép cho trẻ con á. Từ 12 tuổi trở lên vãi cả cứt. MixiGaming giờ có cả chạy tăng like hả anh ơi? Đâu? Ôi vãi cả đái. Mixi gì đây? Mixi.id.vn. Mẹ thế tôi bó tay. Cái đéo gì nó cũng lấy về để mẹ nó mang đi quảng cáo được. Mệt. Podcast mẹ lên đây có cái tác dụng đéo gì cho cái cuộc đời này vậy? Nẫu ruột. Đấy, lại cái ảnh này nữa. Vẫn thằng này. Lại cái ảnh này nữa. Lại cái ảnh này nữa. Rồi, tôi ban rồi các bạn ơi. Đây nha, tôi chỉ nhìn đúng cái ảnh đầu tiên thôi là tôi đã thấy đây là một thành phần kiểu đéo gì để ABCXYZ rồi đấy. Thế mà tôi kéo xuống tôi thấy nó pop lúc thêm 4 bài nữa. Nhưng rất chi là đáng ban nhá. Hoa tay giới hạn ạ. Chúc anh và anh em kênh chat vui vẻ. Đẹp bạn ơi. Đỉnh cao bạn ạ. Dây dợ gọn gàng dạy làm nhân viên của anh được chưa? Ai à? Đâu? Ai à? Được bạn. Giấu dây khéo ấy chứ. Ui à. Được cái chứ nhỉ? À, người yêu xinh ấy chứ bạn. Được bạn. Ôi ơi trời ơi. Dân chơi đéo thì xỉa răng xong vứt mẹ cả cái tăm ở trên bàn hay là đéo được rồi. Đây là một dân chơi điển hình cho sự gọn gàng trong 5 phút. Cố gắng gọn gàng giấu hết tất cả những cái thứ gì đấy. Kể cả điều khiển điều hòa, tôi nói thật với cả các bạn, kể cả người gọn gàng nhất người ta đéo ra để một cái điều khiển điều hòa như thế này cả. Người ta bấm xong người ta để sang bên cạnh. Đến lúc mà người ta làm việc xong rồi, người ta đóng cửa phòng để đi ngủ rồi, người ta mới để điều hòa vào đúng cái vị trí của nó. Thường thường là kiểu như tôi treo lên trên tường. Còn đây là ông này cố tình sắp xếp lại để quay một cái clip. Trông nhiều lỗi lắm bạn ạ. Trông không ăn thua. Bây giờ chắc trông lại té tua rồi. Không được, chịu. Này mẹ cứ xem cái đoạn chat này là cái đoạn chat đéo gì. Mẹ mày vi rút à? Bấm vào đéo được. Mẹ bấm luôn sợ đéo gì. Bản mẹ đi. Ô ban thì được nhưng bấm vào đéo được. Nó thì đéo làm nhở? À bấm vào bay nick à? À cũng phải có những bài học bạn ạ. Có thể bạn chưa biết. Khủng long nhưng mà đeo kính cận. Đẹp này, 10 điểm, chốt luôn này, cộng một respect. Wow. Cái đéo thì lại còn dưa giao lưu báo giá thiết bị vang mic. Quản lý nguồn. Lượn mẹ chỗ khác bạn ơi. Đấy. Vừa xong đấy. Anh ơi, em ở Sydney, em có nhà hàng khu người Việt và có thể đủ cho 100 người. Có thể ngồi thoải mái về mọi điều kiện. Mong anh suy nghĩ về việc này. Ôi trời ơi. Mình vừa được hỗ trợ vay 400 triệu trong khi nợ xấu và đã được giải ngân. Mình cút mẹ ra khỏi chỗ này đi. Mệt quá Dũng. Nhưng mà tôi hỏi một cái, mẹ, cái đoạn chat này nó là cái đéo gì nhỉ? Thế tôi thấy nhiều vãi đái luôn. Đấy. Thôi nha, tối hôm nay thì anh em bỏ qua cái vấn đề là anh em bê ở trong group bí mật lên group này nhá. Sau là các bạn không được lôi ra nữa đâu nhá. Chết đấy. Thế thì ai dám post bài trong đấy nữa. Cút ra ngoài. Địt mẹ mày. Điên. Điên ra ngoài. Địt mẹ. Thôi cái địt mẹ cút. Uầy, hình như có cam các bạn, hình như có cam. Đợi đợi. Anh Hải em đây. Ok, được được được, ok. Vâng vâng. Ok, anh cho em 2 ngày em báo lại em nhá. Ok ok, vâng vâng. Tình hình là người ta bảo là xem cái đấy xem trên app đéo được. Phải xem ở trong cái bộ thu. Mà muốn xem ở trong bộ thu ấy thì phải khoảng 2 đến 3 ngày nữa người ta đi tỉnh về thì người ta mới mở cho mình xem được. 2-3 hôm nữa thì các bạn nhớ nhắc tôi nhá, để tôi lên tôi bảo người ta xem người ta bẻ cam như nào. Tò mò đấy. Ông này stream cả trận giải UFC nhưng mà giả vờ cầm tay cầm như là đang chơi game để không bị gỡ bản quyền. Ông ơi đỉnh vãi cứt thề. Cái đéo gì đấy? Ô kìa mẹ, bên Imo có mấy thằng livestream xong cứ để thumbnail mẹ mày ghép hình của tôi vào đứng cạnh. Ui mà mấy ông Photoshop giỏi vãi đái luôn nhá. Đây này, ví dụ như cái ảnh này này. Nhìn là tôi đéo nghĩ được là Photoshop luôn ấy. Như kiểu là hai anh em đang đứng cạnh nhau mẹ luôn ấy. Mà tôi cũng đéo biết được là để thumbnail này nó có giúp cho bạn kiểu view nó cao hơn không, trông bạn có phải uy tín hơn không, hay là bạn sẽ được đốn hết nhiều kim cương siêu xe tên lửa hay hơn hay không. Tôi thấy nó cứ thế đéo nào ấy. Nó bị cấn ở chỗ đéo nào ấy. Ừ. Bực thực sự. Nhờ. Ghép như thật mẹ luôn ấy. Mẹo như kiểu hai anh em vừa đi sự kiện Nemo Gala với nhau về ấy. Cái gì đấy leo? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ủa. Tầm này gọn gàng nhất cái chat rồi. Đây. Ông này có cả bình nước đỉnh vãi đái thế. Bình là bình rượu Sóc Cái đúng không? Ôi bình nước của ông trông sang vãi đái thế. Có quá đáng lắm không? Ông gửi cho tôi cái phỏ bình này để bây giờ tôi uống nước trông cho nó sang một tí. Ôi. Hay là mai tôi đi kiếm, tôi sang nhà ông anh tôi xin cái vỏ chai chi vát nhỉ. Từ nay tôi uống nước lọc tôi đựng vào cái chai đấy. Trông sang đéo chịu được hơn là cái việc ở đây. Bình thường tôi cầm cái chai này lên tôi uống nước, bây giờ tôi cầm chai chi vát lên. Mẹ Tây hóa phải cứt. Xính ngoại chứ. Còn lại thì trông cũng được, trông là gọn gàng. Bỏ thuốc lá điện tử đi bạn ơi. Tôi bỏ được bao nhiêu lâu rồi giờ bạn vẫn hút. Thế là bạn làm cái kệ để cái bàn phím lên. Nói chung là trông cũng được bạn ạ. Tôi thích những người mà dùng cái êm màn hình như bạn. Thế cả chốt lại là tôi vẫn thích cái bình nước của bạn. Bình nước của bạn sang quá. Xính ngoại thực sự. Một chút kỷ niệm. Ai? Hôm trước, tối hôm trước vừa mới ngồi xem quả video của mấy thằng em nó chiếu cho xem. Nó anh xem quả video này chưa? Có một ông đi xe máy từ đâu ấy nhỉ? Tôi đéo nhớ, lên tận Hải Phòng xem bóng đá. Mẹ mà ông quay vlog từ đầu đến cuối. Ừ thì đéo nói làm gì, ông quay quá trình ông đi di chuyển ra sân bóng xong ông xem thì sao? Đéo phải dân Hải Phòng nhá, không các bạn lại bắt đầu ngồi chửi cãi nhau. Mẹ mà ông tự do như ruồi thề. Mẹ mà anh em đã nói về cái vấn đề ý thức, anh em thảo dân này, lên quay vẫn đi lang thang vào sân quay như đúng rồi. Hết hiệp anh em ra giữa sân ngồi uống nước, ông cũng mẹ mới đi bộ vào sân ông quay tận mặt từng thằng một ông ra. Vãi cả cứt. Xem lại thấy kiểu bị vô duyên vậy đấy luôn ấy. Cong rang lên. Cái hôm mà thằng Đép nó không được giao cái gọi là thịt xào hành tây ấy, là hôm đó là tôi kêu thêm một hộp thịt, tôi kêu một cơm thịt xào hành tây nhá. Tôi kêu thêm một phần thịt xào hành tây ở bên ngoài mà không có cơm nữa cơ. Nhưng mà phải nhiều nha. Đấy, thế là hết con mẹ thịt xào hành tây luôn. Là còn đúng một phần, đấy. Cân nhắc trước khi xem là đéo xem rồi đấy. Chắc chắn là nó sẽ nói bậy rồi đấy. Lên đây, chỉ nó giết thằng này này. Ôi anh toàn chỉ dạ thôi. Lên đây đi, bậy nhanh lên, không nó chạy. Mày ngay bên trái tường ấy, tao smoke cho mày rồi, nó ngay bên trái tường ấy, mày ra mày pick ngay bên trái tường luôn. Trong sai có. Sai chết rồi. Làm gì có. Nó bên phải mà. Ui. Thế. Mẹ này, tôi có nên mở một cái cuộc thi góc máy đẹp mẹ ở trong group bộ tộc anh em mình không nhở? Mình sẽ có cái giải góc máy. Tôi bảo thằng anh ruột tôi dự thi luôn, thề các bạn luôn. Mẹ thằng anh tôi có quả góc máy tẩm đéo chịu được. Này chưa là gì các bạn ạ. Ừ hợp lý vậy đái ấy chứ. Sắp tới nhá, sắp tới nhắc tôi nhá, tôi tổ chức cuộc thi yêu không? Ông lên anh em mình chấm điểm. Mẹ trông quả khóc máy này. Ông đéo thể mẹ em đi dây lại trông cho nó gọn gàng hơn một tí à. Ông đéo thể lau bụi lại một tí, trông mẹ cho nó sạch sẽ thơm tho hơn một tí. Các bạn, đây là nhá, anh em mình nghĩ theo hướng tích cực nhá. Là việc các bạn có một bộ máy tính riêng, các bạn có một cái bàn và có một cái góc giải trí hoặc là một góc làm việc riêng. Đấy là một sự cố gắng và hơn rất nhiều người. Anh em mình bị một cái là những cái đồ mà anh em mình mới mua về anh em rất thích, anh em rất để ý và anh em rất trân trọng nó. Các bạn thử để ý xem khi mà các bạn mua một cái bộ máy tính thì cái góc máy tính của bạn lúc nào các bạn lau cho nó sạch bụi. Một cái đồ mới về lúc nào các bạn cố giữ nó thật mới. Nhưng chỉ được đâu đấy khoảng 1-2 tuần, cùng lắm là được 1 tháng là anh em quên con mẹ nó đi, là một cái món đồ mà mình đã từng muốn sở hữu và mình đã phải tích góp tiền để mình mua nó. Mình vứt chổng chơ, mình đéo quan tâm đến nó nữa. Rồi dần dần tất cả những cái đồ sau ở trên bàn nó đều là như thế cả. Nó là một chuỗi liên quan đến cả một cái khu mà mình làm việc. Rồi nó sẽ bừa bộn, rồi nó sẽ lộn xộn, rồi có mới, rồi nó sẽ nới cũ. Nó cứ là một vòng lặp như thế. Thế là thành ra nó thành một cái đống mẹ hổ lốn. Thế là nó bị như thế đấy các bạn. Mình phải quý tất cả những cái gì mà mình đã từng mơ ước và mình bỏ tiền ra mình sở hữu nó chứ. Mình phải gọn gàng ngăn nắp, mình phải nhẹ nhàng với nó chứ. Thì nó sẽ bền, nó sẽ đẹp, nó sẽ sạch và mình sẽ yêu góc làm việc của mình hơn. Cảm ơn Tú nhá. Trông của góc làm việc, ôi trời ơi vậy đấy. Ôi vãi cứt. Ai à đẹp bạn ơi. Hóng season 1 với 2 quá sếp ơi. Season 1 và season 2 à? Hình như bây giờ nếu như mà nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp thì nhà tôi còn mấy con ở trên kho. Tôi chưa tìm được. Cái đéo gì đấy? Phát cả bill ạ. Mẹ đỉnh cao của làm content. Thằng đéo làm. Fujifilm vừa cho ra mắt một chiếc lens góc rộng tiêu cự là 8mm. 8mm là nó rộng tét nách luôn. Trần Nhỉ Thái. Từ từ nhá, đợi tôi tí. Mẹ thằng này spam hơi nhiều bài. À đéo phải. Nhầm. Xin lỗi Nhỉ Thái nhá. Ủa, kỷ lục 1.000 người hát then tại Cao Bằng. Ui, đấy là hát then đấy các bạn. Đặc sản dân tộc Tày đấy. Đỉnh vãi thế. Ủa. Vãi cả cứt. Cảm ơn bạn nha. Tôi mở xong hết rồi bạn ạ. Cái đéo gì đấy? Lêu lêu anh Độ không biết quả này là quả gì. Quả này là quả sấu non. Không, quả cóc non. Quả cóc bao tử. Cóc bao tử muối. Sao không biết quả này quả gì? Nấu ruột. Cóc bao tử muối. Giời ơi, ăn suốt. Đây. Đấy, đúng quả này chưa? Gọt vỏ lên xong rồi ướp. Nấu ruột. Quả cà na. Cà na là quả gì? Quả cà na. Trông đéo giống nhau. Đây là quả cóc bao tử muối. Xong rồi bạn ấy cố gắng khía nhiều góc cho nó thành quả cana thôi. Để lừa các bạn thôi. Để chọc quê tôi đấy. Không, quả chắc chắn là quả cóc. Thế là quả cana. Quả cana là quả gì vậy? Mẹ trông rớt nước bọt thế nhỉ? Cana là quả đéo gì nhỉ? Cana là quả gì? Tại đất miền Nam người ta gọi quả này là quả cana. Còn miền Bắc gọi là quả chám. À, nó là quả chám. Trời ơi. Nhưng sao quả chám lại màu này nhỉ? Quả chám tôi tưởng là nó màu tím. Oh, Việt Nam gọi là quả cana. Trời nước dãi đấy. I'm stuck. Cố nào đi được. Thôi em, có gì đâu. Nhưng mà đi mẹ nó ngang anh ạ. Thôi, kệ nó, có gì là trẻ con cái gì. Mẹ bì mặt ra nói đâu nghe. Đi anh em. Lần sau nó cẩn thận. Giống thực sự. Nếu thế giống thế nào cả. Hình ảnh anh Đột và anh. Cái ảnh này lâu lắm rồi. Mẹ dễ thế nhở. Dạ thôi à, thôi. Thôi thì thôi. Là pha mi đúng rồi, không đúng rồi, mà đây là mình đưa về đôi chữ nhá, đưa về đôi chữ nhá, tức là nghe cái là nhận ra cái hòa thanh, cái vòng đó đấy, cái vòng hòa thanh đó thì nó là một vòng thông hay đấy chứ không hay đâu, nhưng mà để viết được trên cái hòa thanh đấy hay thì nó khó nha. Đúng rồi. Nó khiến cho cái người mà sáng tác cảm giác nó bị hạn chế trong cái giai điệu. Còn không này ông Quân này, ông Độ này. Cái gì đấy? Game này có Việt hóa cuốn lắm này, học anh chơi. Đâu? Game gì đây? Hey, Sally. You still looking for your cousin? What you do to her? Nó giống game đéo gì mà mình hay chơi ấy nhỉ các bạn nhỉ? Game gì mà sau lấy súng cao su về bàn bắn nhỉ? Cái gì Neighborhood ấy nhỉ? Nhưng mà quan trọng là khi nào nó mới ra. Available now mẹ rồi. PS4 và PS5 only. Được bạn. Hello Neighborhood, đúng rồi. Vãi cả bìu ạ, mẹ mày có ông vẫn còn giữ lại cái ảnh này. Từ đời đéo nào rồi. Cái này đang để trên công ty tôi này. Đẹp vãi đái thế. Những cái này hôm trước tôi đợt tôi khoe ở trên livestream với các bạn rồi. Cái đéo gì đây? Mẹ thế nó cũng làm được clip ạ. Ban mẹ đi nhở. Đúng chứ. Mình phải nhẫn tâm lên một tí. Bao lâu rồi không làm một bi anh ơi. Chỉ vẫn đều đều. Tuần làm 2 bi. Thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Ra sân bóng rồi bắn một phát đã. Gì đây? Đỉnh vai đái, nhưng mà mấy ông này là mấy ông chỉ chơi một trò các bạn ạ. Ví dụ mấy ông lắp đồ ô tô cũng thế, đéo chơi được trò khác. Đấy, lắp đồ máy bay vào thì mẹ full bộ như thế, nhưng mà sau muốn chơi trò khác đéo chơi được. Mẹ mày giỏi. Cả cứt ạ. Ma bán côn nhị khúc. Mẹ mua về học thôi. Mua sắm dụng cụ tập võ côn nhị khúc nhựa mềm an toàn cho bé. Đấy rồi, mình nên bắt đầu từ cái này. Hợp lý. Thôi yên tâm. Đây, bạn thấy không? Dụng cụ nhưng mà nó lại bằng nhựa. Theo mình tập thành tài rồi mình bắt đầu chuyển sang côn nhị khúc bằng sắt, hiểu không? Được bạn. Mai mua về tập. Yên tâm là lên stream tôi sẽ múa các bạn xem thành tài con mẹ luôn các bạn nhé. Thế một logo đẹp bạn ạ. Đáng yêu rồi đấy. Anh Huỳnh Công Hiếu 10 năm trước. Hả? Lính trận xa nhà, nhạc lính bất hủ 1975, toàn bài hay. Mẹ có thật à? Má trông quen vậy, không quảng cáo luôn ạ. Lính trận xa nhà. Đâu? Đâu? Làm đéo có thì vớ vẩn. Linh tính. Tanh thì đéo tanh, đồ thì đéo đặt cái mốc. Mẹ mày lại còn dùng VNPT nữa. Mẹ. Ngầu cực, hai thằng nó nghịch vậy phải nói là. Nhưng cái xe này anh, cái xe là anh đi bao nhiêu cây? Cái kim đúng 120 cây. Chạy gãy cả kim luôn. Tung cả kim không có phép lên ra đây này. Đéo hiểu. Người rời anh Hoàng Sao cũng coi stream chú độ như người trái đất chúng em. À bài này em trước tôi đọc rồi. Ở đoạn cuối anh Hoàng Sao có đoạn ghi là một lựa chọn sẽ đúng với mỗi người tại mỗi thời điểm. Như cuộc sống và ước mơ là của mình, như độ Mixi người Hoàng hay xem lúc giải trí cũng đã từng nói, chẳng ai có thể giải quyết vấn đề của mình bằng bản thân mình cả. Chẳng qua là giải quyết theo hướng như nào. Hoàng tin với vận động viên đều quan trọng nhất vẫn là chuyên môn. Sau khi miệt mài thi đấu thời điểm qua, tâm lý và sức khỏe đã bị ảnh hưởng nhiều. Hoàng sẽ có kế hoạch tập luyện để trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bài năm trước tôi có xem rồi. Tôi cũng chưa check lại xem là bài này không biết là bài thật hay không. Nhưng mà hình như là thật. Tại vì thấy nhiều người xem. Anh Hoàng Sao này thì tôi cũng có biết. Tại vì đợt vừa rồi cái phong trào bia của anh em lên rất là cao. Xong rồi anh Hoàng Sao đại diện đi thi đấu cũng... Cũng bùng nổ. Nhưng mà tôi biết là kiểu đéo gì mà nếu như mà tôi lướt ở trong group thấy cái bài này, các bạn cũng sẽ ngồi spam là mời anh Hoàng Sao về bán ao làng. Bắn với anh Hoàng bắn thế đéo nào được. Mẹ, tôi xem clip tôi đéo hiểu. Và là một thằng bắn bia kiểu nhà quê như tôi nhá. Bọn tôi bắn 8 bi, có nghĩa là 15 bi trên bàn, xong rồi bắn mỗi thằng 7 con ấy, là bọn tôi đã thấy bắn khó phải cứt rồi. Còn mấy anh này bắn theo kiểu mẹ bắn 9 bóng, nó là một level khác hẳn của mẹ rồi các bạn. Ngồi chắc là chống gậy nhìn các anh bắn. À biết đâu ấy, sau này có dịp được giao lưu với cả anh Hoàng Sao phát đỉnh cao chứ. Hoàng Cung là sát bên rồi. Gì đây? Bảo là hết thôi, em đọc như thế người ta biết anh kiểu bắn được thì sao? Mình phải kiểu ôi các bạn ơi, các thứ thôi chứ. Anh Bộ, à quên nhầm. Một phát bây giờ chứ lại thật sự luôn ạ. Đó là đi làm bóng ở Hải Phòng. Tha tao. Đó là đi làm bóng ở Hồng Thổ, tao ở đây mà. Còn hết thế này. Thề luôn. Thế đó mọi người không phải đâu, em không cố tình đâu. Nhưng mà giá này giảm vẫn rất là tốt đúng không? 864.000 thật ra là vẫn rất là tốt. Đây bây giờ em bán là 1.080.000 nhưng live của anh sẽ là 999.000 để đủ của voucher 200.000 đấy. Nhưng mà không sao rồi ạ. Bây giờ mà có voucher 135.000 mà có em cũng tặng 864.000 một em về luôn là chị em. Thế nào tại sao từ sương đến 11 giờ lại nhiều người xem đây nhỉ? Tôi bắt đầu xuất hiện ở đâu đấy? Chuẩn bị con nào Lama gì hay sao nhỉ? À ừ thế ạ. Rồi ôi. Không có máy sấy hả anh? Hôm tôi bán máy sấy thì bạn không lên, tôi phải đảo hàng đi chứ. Có kìa. Rồi ok, ngoài con này ra thì xem là còn con gì giảm đậm sâu và sản phẩm rất là tốt không nhỉ? Để xem nào, để anh có muốn cho các bạn fan của anh con đối với anh xong. Ok là người giảm bao nhiêu? Theo này. Ui, lâu lắm rồi mình nghe được cái giọng mẹ chóe theo cái kiểu tông cao của cái thằng này đấy. Anh ui, có túi quà trong đó có đồ chơi nhu nhi và trà thải độc từ đợt Hải Phòng em gửi anh qua, anh QNT và phát, không biết anh nhận được chưa? Mẹ, cái túi quà của Hải Phòng các bạn, ở đây có đâu đấy khoảng 4-5 túi, nhưng mà mấy hôm về tôi bận quá tôi cũng chưa kịp bóc ra các bạn ạ. Nhưng mà nếu như mà bạn mà gửi thằng Quang ấy thì chắc chắn với bạn 100% là kiểu gì tôi cũng nhận được. Chẳng qua là tôi chưa kịp mở ra thôi bạn ạ. Tôi sẽ mở sớm thôi bạn nhé. Cảm ơn bạn nhiều. Thế đéo biết cái ông này với cả ông bạn CSGO có phải là một không? Đỉnh đéo chịu được. Đố anh tìm được Tiểu Cường. Đây này. Ui mẹ mày, đây có dán thật bạn ơi. Mẹ bạn chơi lớn vậy. Holy fuck, sợ thế. Ui mẹ mày, ông ngồi thế này mà có con dán bò lên trên màn hình mà ông vẫn có thể bình tĩnh mà ông chụp lại được bức ảnh. Đỉnh đéo chịu được. Nhất ông. Tư liệu quý, tư liệu quý. Đố anh Độ làm được. Làm lại đi. Ông Hải Phòng 2 đéo chịu được. Đỉnh phết đấy chứ. Ừ, được cái chứ. Hài vãi rồi. Ui đáng yêu đấy. Ui con này nướng thì ngon này. Ở dưới lại có con rùa nữa chứ. Mẹ làm content đỉnh cao đấy. Thành quả. Thành quả đầu tay sau 3 năm tốn công đi học đồ họa. Ôi vãi cả cứt nhỉ. Đâu. Đỉnh đéo chịu được. Bạn hãy mẹ mày trọn vẹn nụ cười hạnh phúc nhá. Bạn được cưới hôm nào hả chị? Mùng 1 bạn ơi. Mùng 1 tháng mấy? 10. Số 10, bạn hạnh phúc nhá, chào dâng nhá. Bạn phải kiểu trọn vẹn vãi lồn nhá. Ô, địt mẹ, bạn lại đến trưa với mày luôn. Here we go rồi. Bạn địt mẹ về tầm này thất nghiệp 8 giờ địt mẹ phải dậy đi làm vớ va vẩn, có đéo làm được cái đéo ở đâu. Trưa lại ăn địt con mẹ mày cơm trưa, đéo gì làm lại ngủ trưa. Here we go rồi. Xong rồi, đợt tỉnh hơn rồi đấy. Thế là như nào nhỉ? Là chúc mừng hạnh phúc của DJ Chip. Ngày 7 là thằng Piu này. Thằng Piu bạn tôi ngày xưa đéo uống rượu bia đâu các bạn ạ. Nhưng mà tôi nghĩ là do bây giờ thứ nhất là nó hiểu thêm được về rượu bia, nó có thể kết nối được mọi người như thế nào. Thứ hai nữa là do tính chất công việc nên là tôi nghĩ là dần dần nó sẽ phải đi uống rượu bia. Tôi nghĩ là như thế. Và bây giờ nó mới bộc lộ bản chất của nó ra. Đúng với con người của nó mà ngày xưa bọn tôi hay gặp. Bọn tôi cả thằng Hiếu, lúc mà gặp thằng Piu nó sẽ có hai phiên bản các bạn. Một phiên bản của một con người rất bình thường, một phiên bản của một con người rất chi là lòng vòng. Lòng vòng vãi cứt luôn, là nó có một câu chuyện nó cứ nói đi nói lại mãi. Và ngày xưa tôi đéo hiểu bằng cách thần kỳ nào đấy là cứ tôi vào trong Sài Gòn là tôi, thằng Piu với cả thằng Hiếu, ba thằng đi uống rượu với nhau. Lúc nào cũng thế, 9 giờ tối là bắt đầu bọn tôi ra khỏi phòng khách sạn là đi ra quán nhậu. Bọn tôi ngồi đến đúng 4 giờ sáng. Ngồi quen đến cái mức mà cái quán nhậu đấy đúng 4 giờ sáng là quán sẽ đứng dậy bảo anh ơi 4 giờ sáng rồi các anh đi về đi. Và là vâng, tắt nhạc đi để mà anh đi về. Lúc đấy nhạc quán sẽ bật, bình thường quán sẽ bật nhạc này tưng 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 để bọn tôi kiểu biết được là quán vẫn đang mở đúng không? Cứ đến 4 giờ chúng nó sẽ bật nhạc Bad Street Boy để cho bọn tôi đi về. Mà những lúc đấy là tôi đéo hiểu tôi với cả thằng Hiếu vẫn có thể ngồi nghe câu chuyện lòng vòng của thằng Piu mẹ trong khoảng 4 đến 5 tiếng như thế được. Đỉnh, đéo chịu được. Và bạn đến một thời gian là nó biến mất. Bây giờ nó lại bắt đầu nó quay lại, nó làm KOC là hay nói chuyện là nó nhiều hơn, là bắt đầu lại quay lại thấy mẹ con người cũ của nó vui vậy cứt, hài đéo chịu được. Bị thao túng. Anh chấm mấy điểm? 1 điểm, đéo nói nhiều. Mẹ ít ra ông để cái máy tính ông phải mẹ để song song với cả cái thành giường ấy, trông cho nó có quy củ một tí. Để sẹo như thế là đéo được rồi. Em đi dây này đã gọn chưa? Cái đéo gì đấy? Thôi mẹ ông mình ui mẹ ông còn quay tay ông để mẹ cái giấy ăn ở trên bàn nữa. Đéo ăn thua bạn ạ. Ui, đây, mấy hôm nay tôi đang xem mấy cái bộ ở đỉnh vãi đái này. Cái này nhá, là người nhá, nó chui ở cái bộ này, chân nó đến khoảng đây này. Đầu mặt nó sẽ ở đây này. Mà con này cao khoảng 2m mấy. Ui, đẹp đéo chịu được. Nó có cả Bumblebee, có cả Optimus, có cả Iron Man. Đỉnh vãi đái các bạn ạ. Xịn đéo chịu được. Khó chịu thế nhở? Khó chịu vãi đái thế. Tay bạn có vấn đề đấy. Bạn đừng đố người khác. Bạn đi khám đi. Tay đéo mẹ. Người bình thường đéo làm kiểu như thế. Ui, anh cảm ơn bạn nha. Cảm ơn em nhiều. Chúc mừng sinh nhật em nhá. 20 phút nữa hết mẹ sinh nhật rồi em ơi. Ôi nhà cũ, nhớ nhà cũ vậy. Đến văn phòng này không có ai cả. Văn phòng thì rất là đẹp luôn. Còn đây là góc máy của tôi. Đằng sau lưng tôi thì lúc nào cũng có sếp đứng. Trời ơi áp lực thật sự. Đầu tiên là phải vào lớp học thể huy cái đã. Sau đó thì phải làm ngay bài kiểm tra 15 phút. Hay, mỗi tội top 2 vua về nhỉ. Sau đấy thì tôi ngồi tôi sắp xếp công việc một tí này, bật một bài hát này. Nghĩ xem hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ. Nhưng mà nghĩ một hồi thì đột nhiên tôi lại được tặng quà mùng 8 tháng 3 các cậu ạ. Ý đẹp chưa này, rival ban đồ luôn nhá. Trời ơi. Mẹ đi làm sướng như chúng nó. Cảm ơn Long Bin nhá. Ui, Giam Kinh, một trong những con game mình chưa phá đảo. Hay chứ. Nào chơi lại cái. Tôi là cá tựa game khiến anh em sóng sánh trong công rãnh. Nữ streamer Nikki từng nổi đình nổi đám khóc. Ui thôi. Gọn nhất kênh chat luôn. Ui mẹ mà cái pad chuột của ông đéo giặt bao giờ à? Thế đây nha, giới thiệu cả các bạn, đây là cái pad chuột của tôi. Mặc dù tôi cũng đéo giặt bao giờ, nhưng mà nó mà có dấu hiệu bị bẩn một cái là tôi sẽ dùng giấy ướt tôi lau và tôi đem đi phơi khô, ngày hôm sau tôi lại dùng tiếp. Là cái pad chuột này tôi dùng từ lúc tôi chuyển nhà đến bây giờ, là năm 2020 đến bây giờ là 3 năm. Đây, 3 năm cái pad chuột của tôi đây. Thì tất nhiên là nó vẫn sẽ hơi có vết một tí, thì 3 năm rồi nó cũng phải hơi bẩn đúng không? Nhưng mà nó đéo đến mức kiểu như quả pad chuột Goliath thất kia của bạn. Trông dã man thực sự ạ. Trời ơi. Góc trái á? Góc trái đâu? Nói chung là ông này mà tham gia góc máy thì thôi toang. Ui. Ui. Con xe cũ của ông anh tôi, đéo phải của tôi. Con này bán mẹ rồi các bạn ạ. Ui. Một sản phẩm của 3D tôi đéo tin. Thế này, giải thích cho các bạn một tí. Đây nhá. À mà thôi, đéo được. Nó cũng đéo hay cho lắm. Một chút kỷ niệm với bộ tộc. Để giữ được cái mảnh này sang đến 7 giờ sáng là nó lưu lại phát là xong. Nhạc bản quyền bạn ơi. Chấm giúp em phát anh ơi. Tối qua đéo chấm được bạn ơi. Tối om mẹ luôn. Tối phải cứt. Tối quá. À bằng khen à. Nguyễn Quốc Huy. À. Chung là cũng đẹp. Cũng được. Chuột này của hãng đéo gì đéo biết. Nhưng mà trông được. Cái góc máy này của bạn khá giống cái góc máy ngày xưa của tôi. Tôi cũng dùng một con laptop cùng với cả một cái màn hình. Tôi đéo dùng máy cây. Cũng được bạn ạ. Đẹp. Ừ được quá bạn ơi. Trời ơi. Đỉnh chứ. Gundam đẹp. Hôm trước tôi được tặng con Gundam tôi khoe các bạn chưa nhỉ? Khoe rồi đúng không? Khoe trên stream rồi đúng không? Ui. Đẹp. Mẹ cái đéo gì đấy. Ban chết mẹ giờ. Ủa bạn, mẹ tôi đã bao giờ mặc cái quần có logo Mixi ở chim bao giờ đâu nhở? Có cái gì sai sai ở cái quần này này. Còn lại thì bạn vẽ cơ bắp tôi là cũng giống khoảng 90% rồi đấy. Mặt mũi là trông ok rồi đấy. Nhưng mà tôi đéo có quần hoa nào mà có logo Mixi ở chim đâu bạn nhá. Trông cú vậy. Lưu son của em, đây mới tranh tô màu. Vậy thì giờ anh muốn ở bên em thật lâu. Được chưa? Được rồi chứ? Tim anh thấy bớt đau, bởi vì em cứ giữ. Ui à, con này đẹp, con này trước tôi định mua này, nhưng mà tôi đéo có tiền. Đỉnh. Kèo nghìn năm mà anh Độ chưa dám thực hiện. À thôi bọn tôi hủy rồi các bạn ơi. Chắc chắn với cả các bạn là đéo kèo nữa đâu. Các bạn đừng nhắc nữa. Cứ cố nhắc làm cái gì. Thề. Các bạn hãy lên trên các bạn tìm. Mà thôi bỏ mẹ qua thì. Tiêu cực. Cái áo gì đây? Nhạo mất 6 năm rồi. Modern Warfare này. Ai mà chơi Call of Duty là ngày xưa bị ám ảnh cảnh này vãi cứt này. Ui, như này đủ gọn không chú? Đéo. Thế mày có thể lau cái laptop của mày trông nó sạch hơn một tí nữa không? Trông nó bị khó chịu vậy đấy. Thế mình có thể kiểu dùng giấy ướt nè, mình lau xong mình lấy giấy chùi đít về mình lau khô qua một cái là trông nó sạch bong ngay. Hoặc là nếu như mà ông nào có điều kiện hơn, có thể mua hộ tôi cái giấy người ta gọi là giấy nano, chuyên lau kính. Giấy đấy lau là mẹ sạch bong kít kít mẹ luôn. Chẳng qua giấy đấy hơi đắt, thì như là 20.000 một tờ hay sao ấy. Cả cực thật. Cái gì đấy? Cửa hàng tạp hóa Mixi Fan Huda Huế đầm tình miền Trung. Truyền thống Trung Quốc, trưởng môn phái võ đang từng gây sốt với những đoạn clip biểu diễn kiếm pháp, nội công, đặc biệt là khả năng khinh công đầy ảo diệu. Mới đây, võ sư Trần Sư Hành lại tung ra một độc chiêu mới đó là... Trần Sư Hành là một nhân vật rất nổi tiếng trong làng. Thế tưởng cái đéo gì? Bực thế nhở? Nhằm mục đích thể hiện rõ ý tưởng trên câu chuyện không có thật dùng để giải trí. Vui lòng nghe rồi thôi. Và đừng làm phiền chính quyền. Cảm ơn. 2, 3 do đưa bụi chuối sau nhà, theo anh thì hút bồ đà trừ cơm. Nhà anh đéo có dầu thơm, mấy hôm còn đéo có xà bông gội đầu. Super sôi, super sôi. Cậu lấy con tôi rồi cậu làm cái gì không nuôi nó? Làm liều. Ngày mai đám cưới anh bán xì ke nuôi em. Anh bán xì ke 2 hộp một ngày. Rồi thì anh rất nhớ lấy tiền ra nuôi anh. Anh còn đường về. Ủa mới về anh năm? Anh mới về thì cũng phải mang tiếp. Nhạc đỉnh đấy. Được cái chứ. Tôi bất ngờ trở về nhà sau 5 tiết học trên trường. Có quả lạc lắm không? Có quả lạc lắm không các bạn? Tôi hiểu tâm lý của thằng Hạnh. Nó cảm thấy xem clip này rất mất thời gian nên là nó share lên trên này để anh em mình mất thời gian cùng. Đây là một trong những thằng mất thời gian của người khác mà tôi nghĩ là anh em mình nên phải lọc nhỉ. Ủa mẹ, ông chơi cả máy chiếu lên trần thế này. Chất đấy chứ bạn. Ý anh Độ. Sau vài ngày lên ý tưởng và chăm chỉ móc len thì em đã hoàn thành được bó hoa. Tiếc là hôm anh về Hải Phòng em không cơ hội để tặng anh. Có lẽ còn nhiều thiếu sót nhưng bó hoa chứa đựng nhiều tình cảm của em. Mong anh sẽ thích. Lỡ hẹn với anh rồi nhưng mà vẫn lên bài, mong món quà nhỏ sẽ được tới anh. Chúc anh gia đình. Em ơi, nếu như em có dịp ra Hà Nội em gửi cho anh qua địa chỉ số 25 ngõ 38 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội. Pass là gửi cho anh Độ, gửi vào chú bảo vệ là anh sẽ nhận được đấy, chắc chắn với cả em luôn. Nhá, cảm ơn em nhá, cảm ơn Dali, cảm ơn em nhiều, thank you em. Tôi hôm trước tôi đi Sài Gòn hay đi đâu nhỉ, tôi cũng nhận được một bó hoa len như thế này, tôi vẫn đang để ở đây này. Đẹp dã man. What the fuck man. Em vẽ anh Độ Misua. Ôi hết mẹ bài rồi đấy. Hôm nay chỉ có thế thôi các bạn. Bây giờ là tháng 10. Thế là đéo cái gì thay đổi nữa là hết tháng 10, hết tháng 11, hết tháng 12. Là 3 tháng nữa là anh em mình bắt đầu lại giao thừa. Năm nay lại phải kiếm trò gì làm giao thừa với cả mọi người thôi. Truyền xíu tinh thần học tập cho anh em kênh Chat FA. Đáng yêu. Ủa khiếp mẹ, bà này dán nhiều nốt lên trên tường vãi cứt. Ê. Ê bà này ui bà này vừa chụp. Ui lộ mặt xinh gái nhá. Nhưng tại sao các bạn còn học mà sao các bạn thức muộn đấy nhỉ? Bình thường đúng ra là phải tầm 10 rưỡi 11 giờ là các bạn phải đi ngủ rồi. Giờ này các bạn vẫn còn thức để học bài. Sáng hôm sau 6 giờ sáng các bạn dậy ăn sáng để các bạn đi trường. Thế làm sao các bạn có thể đảm bảo được nhỉ? Một giấc ngủ của các bạn ở cái tuổi trưởng thành các bạn phải ngủ đủ 8 tiếng chứ. Dương bắp nhé các bạn nhiều. Nhỉ? Yeah. Ok đấy em ạ. Mẹ con này như con hàng riu hay sao nhỉ? Dân chơi mô hình phết đấy chứ. Trông cũng được. Nhưng mà tôi đéo đánh giá cao cái quả là một đống dây để đằng sau ấy nhá. Bạn bó xong bạn buộc ra đằng sau cái màn hình ấy là nó kín nhất. Xong rồi con chuột này thì đéo có giá trị sử dụng. Trời ơi để đấy thì dùng kiểu gì? Hí anh em. Ông ơi có chai xịt đéo gì đấy? Xịt bẹn à? Cũng được, cũng đẹp. Cũng đẹp. Rồi ông này đéo dùng lót chuột à? Tôi mà đéo dùng lót chuột là tôi đéo dùng được nhá. Bị khó chịu ấy. Đấy lại bắt đầu thành mẹ mình góc khoe đồ rồi đấy. Thôi hôm nào cuộc thi rồi post lên sau nhá. Post lên là mầm thế. Chết. Hôm nay có cây giống vợ tôi vậy đấy. 25 tuổi mà không đấy này chả còn tuổi nào đẹp hơn cái tuổi này nữa. Nếu đến 27 bác thì nó lại ra. Ui con này con đéo gì đẹp thế. Ô con này con đéo gì đẹp thế. Cái loa Marshall trông đáng yêu đấy. Ô con vịt để tai nghe cũng đẹp này. Góc của bạn này đẹp. Góc của bạn này toàn đồ trông lạ lạ. Nhưng mà tại sao ông có thể để cái điều khiển tivi mẹ mà để vào cái chỗ treo này nhở? Cũng sáng tạo đấy. Với cả là ông này nên mua ngay cho tôi một cái tủ hút ẩm nhá. Đồ máy ảnh đéo ai vứt như thế này, sau này hối hận đấy bạn ạ. Bán đi cũng mất giá vậy đấy. Nó bị mốc ở bên trong ấy. Nhưng mà con robot này đẹp. Ô con robot này là nó bằng nhựa hay bằng sắt nhỉ bạn nhỉ? Hôm nào bạn gửi sang bên văn phòng tôi con robot này xong để tôi kiểu cầm thử xem, mà tôi để ở trên phòng tôi xem mà trông nó có đẹp không, để tôi xem không có gì tôi giả lại bạn được không? Ê, đẹp đéo chịu được. Với cả cái loa Marshall này. Trước có bạn ở bên bạn gì nhỉ? Bạn gì bên nước ngoài về, bạn xách về cho tôi một cái, nhưng mà nó đéo phải là cái loại vuông này nhá, nó là cái loại hình chữ nhật cơ bạn ạ. Thì tôi đang thắc mắc là cái hình vuông này với hình chữ nhật là nghe nó có khác nhau không, thì hôm nào bạn gửi tiện bạn gửi robot, bạn gửi nốt cái loa này sang để tôi nghe thử, tôi so sánh hai con xem là con nào nghe nó hay hơn. Đỉnh chứ bạn ạ. Được đấy. Ông này mẹ chơi cả tiêu âm. Loa này chắc kiểm âm à? Ông này hát hò rồi. Ui ôi mẹ, đừng hút thuốc lá trong phòng bạn ơi. Hôi lắm. Bạn là một người hút thuốc lá trong phòng nên bạn sẽ đéo cảm nhận được là cái phòng của bạn bị hôi mùi thuốc lá đâu. Bây giờ một cách đơn giản nhất nhá, các bạn đi hát karaoke bạn bè trong một cái phòng kín, có 1 đến 2 thằng hút thuốc ở trong đấy thôi, bạn sẽ đéo cảm nhận được nhiều. Nhưng mà để ngày hôm sau khi mà bạn ngửi lại quần áo với cả đầu tóc của các bạn, kể cả chấp cả các bạn về tắm luôn, nó vẫn bị dính mùi ám mùi khói thuốc vào. Đấy chỉ là một buổi thôi. Còn đây nha, ngày đéo nào trong phòng bạn cũng hút thuốc lá. Và với một thằng nghiện Marlboro như bạn ấy, chắc một ngày bạn phải hết 1 bao. Thì bạn thử tưởng tượng xem một người khác vào trong cái căn phòng của bạn, mùi nó sẽ khó chịu như thế nào. Thật. Đừng hút thuốc lá nữa bạn. Bỏ đi. Tôi bây giờ tất cả mọi thứ hút hít các thứ là tôi đã không động vào rồi. Và tôi muốn truyền thông điệp với tất cả các bạn đấy là hút hít mấy cái đồ này nó không có hại cho sức khỏe đâu. Nó vừa tốn tiền của mình, nó vừa làm hại sức khỏe của mình, nó lại vừa khiến cho mình đang bị xa cách nhiều người hơn. Cụ thể đây là những người khác giới, người phát chị em phụ nữ. Người thằng hút thuốc lá một cái là mẹ em đã thấy nó khó chịu rồi. Chẳng qua những người con gái mà chấp nhận để bạn hút thuốc, chấp nhận để quần áo của bạn có mùi thuốc lá, còn dây và cả quần áo người yêu nữa, là tại vì người ta yêu bạn nhiều hơn cái mùi khó chịu của thuốc lá này mà thôi. Trời ơi. Chứ còn thực sự là nếu như mà mới gặp thằng hút thuốc lá, đéo thích một tí nào luôn. Đừng hút thuốc lá nữa bạn. Hãy bỏ đi bạn ơi. Tôi khuyên bạn một cách thật lòng đấy. Tôi đã từng là một người nghiện thuốc lá rất lâu và tôi đã bỏ được thuốc lá rồi. Thế là giờ tôi thích nói đéo thì chả được. Tôi bỏ xong rồi mà. Bỏ đi bạn. Chuyển sới qua bên Nemo đi. Trước khi chuyển sới ra bên Nemo thì tôi cũng chỉ muốn nhắn gửi bạn vừa post cái ảnh lên thôi. Bạn hãy bỏ thuốc lá đi bạn nhá. Bạn đừng hút thuốc lá nữa, hãy như tôi. Giờ tôi bỏ hết tất cả những cái đồ gì tôi có thể hút hít được rồi. Làm rơi gì? Hello, xin chào tất cả các bạn. Bye bye tất cả các bạn nhé. Bạn đã xem tiếp qua Nemo TV Game Mixi. Tôi để link ở bên dưới cái chat cho các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn gia đình tối thứ tư vui vẻ. Bye bye. Chào cả lo nhà mình. Sẽ chậm chậm thôi để xem lại đường đi đã rất dài. Đừng tự hỏi sẽ chìm đến bao giờ, tương lai đâu có ai ngờ, và đừng lo vì một mai sau chúng ta sẽ cùng già.